Chào các bác, em là hay dùng cái keo AB này, em không lấy trong này ra vì nó hay bị trôi ra, nên em hay cho xi lanh để cho dễ lấy dễ dùng mà tiết kiệm. Vậy thì cho như nào em sẽ chia sẻ cho các bác. Trước tiên em sẽ ghi cái tên tên cái keo này cần cho vào. Đây là keo này chữ màu trắng này, tức là cái keo này, còn cái màu đỏ này em đã cho vào rồi này, thì nó là cái keo này. Vậy thì em cho vào như thế nào, em chia sẻ luôn để các bác nên 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 cho vào như thế. Trước tiên là em sẽ bẻ cái kim ở đầu kim đi, lấy mỗi cái chùm vậy thôi. Rồi em sẽ mở nắp này ra để em rút rút cái này ra, rút cái này ra. Sau đó em lại đậy nắp này vào, đó, đậy nắp này vào. Rồi bây giờ em sẽ để nó một cái vật vật dụng ở đấy để cho nó giữ đứng này, đó, giữ đứng cái xi lanh đi. Mình mua cái xi lanh không cần to đâu, vừa phải. Và em sẽ mở cái nắp này ra, và em sẽ bóp nó xuống, em để này bóp xuống. Và lưu ý khi bóp xuống ấy, thì mình sẽ cuộn luôn cái phần dưới này, mình vặn đến đâu ấy thì là mình gập lên đấy, gập lên đấy. Đấy, em gập luôn này này các bác nhìn này. Đấy, em gập luôn, gập lên đấy để cho nó không bị đẩy ngược lại đấy. Đấy, đến đâu này em gập lại đấy luôn, cho nó không lại đẩy ngược lại này các bác thấy này. Đấy, em sẽ đẩy xuống. Và cái keo kia em lấy đúng vị trí 1.5 ấy, thì keo này em phải lấy đúng vị trí 1.5 các bác ạ. Đấy, sau khi em cho xong rồi ấy, thì em sẽ rút ra, em sẽ đậy ngược nó xuống các bác, giữ như này, đậy ngược nó lại để cho sôi ngược nó xuống ấy. Em sẽ mở nắp này ra. Đó, mở nắp này ra và em sẽ đẩy nhẹ nhàng nó lên, đẩy nhẹ nhàng lên. Đó, rồi bây giờ nó hơi quá một tí đúng không, mình sẽ gạt nó vào và hút ngược lại nó vào. Đó. Đó, và mình sẽ đẩy đẩy hết cái bọt nó lên nhé, cái bọt nó lên trên. Đó, nó không còn bọt bên trong nữa cái này. Đó, mình lấy cái giấy giấy đa năng mình sẽ lau sạch đi, lau sạch cái đầu đi. Đó, và đậy nắp vào thôi. Đó, thế là em đã hoàn thiện xong việc đưa cái keo vào rồi. Vào đây có tên cái keo này, rồi keo này keo trắng đó, và đã hoàn thiện xong việc đưa hai keo vào để dùng rồi đó, và rất là tiện đúng không ạ. Chào các bạn.